tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Nấm Bi. Dạ, xin chào quý ông bà cô chú anh chị thân thương của kênh Nấm Bi và kênh JLTV. Dạ, hôm nay sáng sớm là mới 7 giờ 7 rưỡi là hai chị em với lại các anh chị trong ekip là đã tập trung tại quán cà phê Lệ Đá nằm ở địa chỉ là 596 đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân, đã chuẩn bị casting cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Mọi người nổi tiếng. Trời ơi, hai chị em hả, thức lúc 7 giờ sáng xong rồi cái 7 giờ sáng là tập trung ở đây nha, là mấy giờ em phải dậy? Em là 5 giờ tại vì em ở quận 2. Nhà máy nấm là đi siêu qua xa. Bên này là 1 tiếng 15 phút. Cũng may là hôm nay sáng thứ 7 á, nên nó cũng đỡ kẹt xe. Không, sáng thứ 7 thì nó đỡ học sinh thôi. Nhưng mà người dân công nhân á, đúng là mình đi sớm á mình mới thấy, tại bình thường là có phải đi từ nhà đến công ty nó có 5 cây à? Mà đâu có đi qua công trình gì đâu. Còn đi xa như thế này công trình nhiều, em thấy 5 giờ mà mọi người đi quá trời nhiều đường luôn. Dạ. Dạ đó, xong rồi cái hai chị em là lo khâu sản xuất, thành ra chia nhau ra, chị em là lo in giấy casting nè, rồi số báo danh, còn mấy nấm là mua đồ cúng, rồi mua đồ ăn sáng, rồi vô đây sắp xếp lại cái bàn ghế vị trí, mặc dù là hôm qua đã set up rồi nha, nhưng mà sáng nay là vô hai chị em phải phân ra chạy xu đầu luôn cô chú anh chị, mà mừng quá sáng giờ là làm tới tấp luôn. Cái đến giờ là mấy giờ ta? Giờ là cũng phải 4 giờ 3 rưỡi rồi. 3 giờ rưỡi là mới ổn xíu. Đây xin khoe với cô chú anh chị. Wow, một dàn xe là tất cả các cô chú anh chị ở mọi nơi luôn, ở các tỉnh cũng có nè, ở Sài Gòn cũng có. Rồi cảm ơn cho chú. Dạ, chú cũng thi chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn hả chú? Chú chở con bé con gái từ Sóc Trăng lên. Ôi vậy hả chú? Sóc Trăng lên đây là bao nhiêu lâu chú ha? 7 tiếng đồng hồ. 7 tiếng luôn. Dạ, chú lên đây hồi mấy giờ hả chú? Ở nhà xuất phát là 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi tới giờ luôn. Lên tới đây là 12 giờ rưỡi. Dạ, ủa vậy nãy giờ chú ăn gì chưa? Đi ăn cơm rồi. Dạ. Thôi ráng đợi xíu nha chú. Là chú hay coi chương trình của anh Khương nên biết hả chú? Nói chung ra theo dõi chương trình của Khương chưa cũng lâu lắm rồi. Dạ. Dạ, bữa hổm cũng có coi bé Trang rồi bé bé Ngân. Dạ. À nhóm chắc nhất của tụi con phải không? Dạ. Vậy chú thấy tụi con hay sao chú? Nói chung ra vui. Vui hả chú? Nhất là vui. Dạ. Có nhiều cái hay. Dạ, con cảm ơn chú. Con cũng mong là nhiều cô chú anh chị nào mà tham gia chương trình đó không phải là chỉ cần hát hay nha. À, mình hát vui, hát có không khí gì đó, mình lên cũng tại cho chương trình nó có hiệu ứng. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ, chúc con gái chú thi đậu nha. Dạ. Tại vì có nhiều, dạ, cảm ơn chú. Có nhiều cô chú ở tỉnh tham gia, thành ra là bên ban tổ chức cũng rất là muốn anh Khương với lại giám đốc anh nhạc là anh Trường Sơn cũng rất là muốn casting thật là nhanh. Nhưng mà mình casting kỹ của chú anh chị một thí sinh đó, mình quay mình thu hát 2-3 lần luôn, 2-3 bài để mình có thể lựa được và biết được cái bài cái thể loại nhạc nào là hay nhất. Đó, nguyên một dàn xe rất là đông. Các thí sinh ở dưới tỉnh cũng có, Sài Gòn cũng có. Wow, có mấy chị bận bà ba xinh quá nè. Không biết mấy chị ở đâu đầu tư quá ta. Mới vòng ngoài luôn. Em chào chị. Dạ. Trời ơi, xinh quá chừng luôn á. Dạ, bà Bến Tre. Ồ, đây, ba đứa mình đứng vô là đủ màu sắc luôn ha. Dạ. Chị Bến Tre lên ha chị. Dạ, Bến Tre là mấy giờ chị bắt đầu đi lên đây ta? Dạ, em đi hồi 6 giờ. 6 giờ sáng luôn á hả? Dạ. Dạ. Mà chị biết chương trình của anh Khương qua kênh của anh hả? Dạ. Dạ, hai chị em xuống hát xong ca luôn. Dạ, không nè, dạ. Út em. À, Út, dạ. Vậy mà hai người hát chung hát riêng hả? Dạ, riêng. Dạ. Ủa, thấy đầu tư quá ha, dòng casting mà đây. Wow, áo bà ba nào quá chị đẹp luôn. Còn đây nè, cái đạo cụ này mới dữ dằn nè. Đâu sao chị giấu em vậy? Dạ. Không, đạo cụ này nè. Cái đạo cụ đó mới dữ dằn. Hôm nay chị sẽ thi bài gì hả chị? Dạ, tình em thấp 10. Dạ. Thôi chúc chị với bé thi thiệt là tốt nha. Dạ, cảm ơn hai chị với bé dành thời gian tham gia chương trình. Dạ, ráng đợi em xíu nha. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Đó, vui quá cô chú anh chị. Đây chàng quay cái khuôn viên chỗ casting cho quý bà cô chú anh chị cũng thấy. Cô chú anh chị đây cho thấy có một đây là thí sinh đặc biệt luôn nha. Nãy giờ là mình đã đi một vòng đúng không? Mà có thí sinh này là không có ngồi ở trong, mà nãy giờ Trang cũng ra mời mấy lần rồi. Mà mấy bạn kêu là chị không chịu, chị cứ muốn đứng ở ngoài vậy á, chị tập hát, chị cứ chị tập hát. Mà sắp đến chị thi rồi để Trang coi chị là ai để Trang mời. Hình như chị cũng đang có em bé nên là có gì mình sắp xếp mình cũng tiên. Dạ chị ơi, chị xuống với Trang bao nhiêu? Ủa trời Trang. Ủa này chị Trâm đi thi hả? Hay chị đi lên đây chơi không tụi em? Đang tập hát là biết đi thi rồi. Ghê vậy? Đi thiệt hả? Chứ sao không? Trời ơi, giờ đang đứng tập hát cái bài đó nè. Giỡn không? Không có giỡn, trời ơi, đang tập hát thiệt. Chị là hay quay clip con với anh Khương đó nên nè, không tin đâu. Nói chung á là hồi nãy có vô trọng rồi, xong rồi ở trọng đông quá, dị quá ra đây tập hát. Nhưng mà có thi không? Dạ có thi không? Thi, chị anh hai chị đi thi luôn mà. Wow, hôm nay là được gặp một lần hai anh chị
hai anh em lại lội cả nhà. Dạ, anh mình sẽ bê cũng thi luôn. Dạ, thi luôn. Dạ, chị chấm cũng thi luôn. Luôn. Trời ơi, có gì đâu sợ. Wow. Thì sao em phải sợ. Dạ. Nhưng mà rồi. Sao tự nhiên động lực là chị chấm đang đi thi. Em tưởng là đang có bé là đang nghỉ dưỡng. Ủa, đi thi hát thôi mà, chứ đâu có nhảy đâu mà sợ. Mình hát mà. Thế là mình hát bằng tiếng hát của mình thôi, mình đem tiếng hát của mình tới cho quý vị khán giả để cho quý vị khán giả cảm thấy yêu đời hơn. Một là yêu đời, hai là bế tắc. Cho nên là mình cứ tự tin mình đi đây thôi. Không, mày không tin đâu, chị Trâm là hay quay clip cho hồi hộp để đổi đời cũng vậy. Hãy thương không tin thôi, ngồi nó vô coi là biết tiền hả? Không tin, không tin. Dạ. Không tin, bà còn không tin kìa. Hồi quay học để đổi đời với tỉnh đó cô chú chị, đâu có ngờ là chị Trâm đi xuống với tỉnh luôn. Cái xong anh Phương anh vừa quay xong với chị Trâm ra, chị Trâm tặng quà cho bà con, cái bà con bu cho chị Trâm, đâu ai quay tâm anh Phương đâu. Em nên em nghĩ hôm nay là chị lên chị có kế gì anh Phương á. Dạ hồi nó chờ đi rồi biết ha. Thôi để chị Trâm tập dờ ngay để coi xíu nữa đóng chờ tiếng mục của chị Trâm với lại anh Sĩ Bèo. Nhưng mà có thi thiệt không nhở? Thi thiệt. Dạ. Chờ nha. Chờ xem trên kênh YouTube của chị Hồ Bích Trâm với lại của anh Sĩ Bèo TV. Dạ, Sĩ Bèo TV. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất nhiều. Mới vô hết clip liền ha. Dạ đây, đây là cái khuôn viên các cô chú anh chị đang ngồi đợi để casting đó. Rất là đông luôn. Tụi hồi sáng nay bắt đầu 7 giờ tụi Trang tới set up là đã có nhiều cô chú anh chị tới rồi. Xong rồi đến giờ đến 4 giờ chiều này nè. Rất là đông, đầy quán cà phê luôn á. Dạ, rất là thương, nhiều cô chú lớn tuổi cũng có, các anh chị ở tỉnh rất là xa cũng lên đây để tham gia casting luôn. Đây là hai bé. Sao lần đầu làm show thấy thế nào? Đuối quá không? Mới có một ngày mà đuối. Đuối quá rồi. Hai bé là lo, hôm nay là lo danh sách thí sinh đó. Rồi ghi số báo danh mà hôm nay mà thi kết quả làm sao cái là hai bé sẽ liên lạc báo kết quả, mà sai cái là hai bé do hai bé hết nha cô chú anh chị. Dạ đây là bé Nhi. Đó. Giới thiệu để mốt mà có sai vậy cô chú anh chị bắt đền. Đây bé Lệ. Chào biết mà cô chú. Quá trời. Cũng tội hai bé mới làm thành ra là còn nhiều thiếu sót nhưng mà không sao hết, Trang biết thì cái Trang chỉ hai bé. Hôm nay là đỡ rồi, mai là không cần chị ha. Mai là tự làm được ha. Dạ nay quen rồi chị. Quen rồi, phải không? Dạ. Sáng cũng bị sót một số báo danh nhưng mà may quá phát hiện ra kịp nên không sao, cũng may là hai bé nó không khóc. Sợ hai bé nó khóc nó bỏ là không biết sao luôn đó. Này là sáng giờ được bao nhiêu thí sinh này ta? Dạ được cỡ gần 100 rồi chị. 100 thí sinh này đó cô chú anh chị, mừng ha. Hôm qua là mình cứ lo là sợ mấy cô chú ở xa cái không lên cách được, chứ mừng quá là sáng giờ là sợ cách giờ là cách không kịp hết á, sợ là giờ cách không kịp thôi. Cố gắng nha, đừng sai nha. Dạ. À, chị xem. Dạ. Ủa sao chị thi luôn cho vui? Sao giờ mắc cỡ hả hay sao? Tại vì bên em cast thì không xem nha. Dạ. Nằm dạ. Xem thì mốt phải để khi anh Phương ảnh giới thiệu ở trên clip á thì mình mới xem thôi. Dạ. Dạ. Có thể xem người nhà được không? Xem người nhà thì được. Nhà người nhà mình thi thì được. Dạ. Dạ, vậy thôi chị ngồi đợi xíu ha. Dạ, đây. Có nhiều của chú lắm đây. Chị này là cũng rất là sớm. Em chào chị. Dạ. Chào cả nhà. Chị lên rất là sớm luôn mà bận áo dài nè, đầu tư dạ. Ghê chưa? Dạ, từ sáng giờ lên từ lúc 9 giờ sáng tới bây giờ. Dạ. Dạ. Chị là ở đâu hả chị? À, em ở phường 1 quận 10. Dạ, vậy là cũng gần đây ha, cũng cho thành phố thành chạy phố lên. Hồ Chí Minh dạ. Dạ. Chị là trước giờ chị có đi hát gì chưa chị? À, em thì cũng có nhiều khi đám cưới thì kia hát chơi chơi gì đó. Dạ. Dạ. Dạ, cũng dạ. Cũng đi hát ở trong chùa, từ thiện trong chùa đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, đi có chương trình tổ chức mà mấy cô chú anh chị tham gia vậy là vui lắm. Dạ, cực kỳ vui luôn. Bạn này nè, bạn này hát cũng là một nhân tố bí ẩn nè. Em trai này hát dễ thương. Dạ, không ngờ luôn á. Nhìn ngoại hình vậy thôi chứ lúc mà cất giọng là cũng phải wow lắm á. Dạ. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Nhìn mấy cô chú đợi lâu vậy đó. Đợi từ sáng đến giờ luôn mà không có quạo nha. Ai cũng dễ thương á. Cảm ơn chị nhiều. Có bé nó nè, bé này là theo mẹ đi hả chị? Đây, đi hát đó. Bé có hát không em? Con có hát không? Con hát luôn hả? Dạ. Ghê, giờ đâu hát thử một bài xíu được không? Hát thử một tí xíu được không? Dạ. Giật mấy câu thôi được không? 2, 3. Ngồi hát bài hát ngày xưa, ngồi tên em trong đêm mưa buồn,
Là hát với Thích Ca Tình Yêu Của Anh. Anh xin cho em nhé. Vâng, bài này bài nhạc trẻ hả chị? Nhạc trẻ đó, nhưng mà hát có mi đâu á. Em đừng cao tiếng. Mất cỡ đúng không? Hay là mất cỡ đúng không? Không sao, mạnh dạn lên nha. Em còn đang hơi ngại. Em chưa lên ống kính hay là em đang e thẹn. Đó, đi theo vậy là vui, có mọi người làm quen. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn bạn nhiều nha. Đó, nhiều cô chú lắm, đang chăng quay một vòng giới thiệu với mọi người. Dạ. Đây. Dạ. Dạ. Chưa, giờ ăn chiều luôn rồi. Dạ. Dạ cô. Dạ. Dạ cô cũng đợi nãy giờ hả? Dạ con xin lỗi cô nha, tại đông quá mà tụi con cũng ráng cách kỹ á, nên là hơi phải để cho cô chú đợi. Đừng buồn tụi con nha. Dạ thôi cô ăn ạ. Dạ. Con cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Em có rất nhiều số báo danh, em sẽ hát từ sáng đến tối. Bé, yeah. Bé Nắm là cũng là một thành viên bí mật của nhóm Chắc Nhất Trang á, nhưng mà tại chưa tung tiệc chiêu thôi. Trời. Cái đấy sao Trang nói ra thì còn gì bí mật nữa. Nhưng mà chị đây thắc mắc tiếng hồn của Bé Nắm lắm. Em mập ạ, à, xa xa ra. Đưa đây rồi em nói ạ. À. Alo mọi người, đây. Vũ ca một mic đi, em cho thêm mic nữa nè. Yeah. Đây chương trình của mình là Ngôi Sao Miệt Dừa sẽ được phát sóng trên kênh Khương Dừa và Khương Dừa Channel. Rồi có số hotline nha, có email nha, để cô chú anh chị nào có đăng ký hoặc là ngày mai có lên casting thì casting. Đó, bây giờ mọi người sẽ dán số bao danh nè. 152. Đó, wow. Đẹp quá. Rồi, đẹp quá cô. Ôi, hôm nay đầu tư quá ta. Mọi người xếp hàng để lại lấy tờ đẹp quá. Cảm ơn cô nhiều nha. Trời ơi, tham gia như vậy là rất là vui luôn á, rất là mừng mấy cô chú lớn tuổi dành thời gian tham gia vậy. Dạ. Lớn tuổi thì mình sợ bị xấu cho nên mình cũng phải hơi điệu điệu chút. Dạ không, không xấu, đó là dễ thương. Dạ đó là dễ thương. 158 ạ. Dạ. Đó. Mọi người đang lấy số báo danh. Dạ. Rồi. Đủ mọi người hết. Dạ. Dạ dạ ở đây đó đó. Dạ. Dạ. Đây để Trang đi một vòng cho cô chú anh chị cùng thấy. Đông lắm luôn. À, đây nhiều nhóm. Các anh chị cũng đợi nè, các cô cũng đợi nè. Ồ, có chị đang căng thẳng ngồi nhẩm lại nhạc luôn nè. À. Dạ. Dạ. Ủa chị thi không? Chị thi gì? Chị lấy số bao nhiêu chưa chị? Lấy rồi chị. À dạ, chưa mà chưa đó chị hả? Chị số bao nhiêu chị? 94 lận. 194 hả chị? Dạ, vậy chị đợi em xíu nha, để em ra có gì em nói mấy bạn ưu tiên mình, tại mình có con nhỏ. Dạ, nãy chắc mấy bạn không biết á, chị đợi em xíu nha. Dạ. Thông cảm giùm em, tại ở đây cũng đa số cô chú lớn tuổi hết nên là em cũng không ưu tiên hết được. Dạ, thì nếu mà mình thôi có em nhỏ thì để em nói riêng. Dạ. Đợi em xíu nha. Đúng không? Phải tiếp cận em liền ha, tiếp cận em liền ha. Dạ. Cảm ơn chị. Đây. Dạ, cô chú anh chị, hai bé nhân viên của quán cà phê sáng giờ là tất bật luôn. Gặp Trang mà lúc đầu Trang vô sáng còn cười, Trang lúc sau này là hết cười luôn. Hết cười nổi chị. Cảm ơn hai em nhiều luôn á. Mà hôm nay đông không? Đông lắm chị. Hồi xưa giờ quán em có đông gì không? Cũng không đông bằng như bữa nay thôi. À chứ cũng đông đúng không? Nhưng dạ, mà kiểu là đông. Cũng theo từng khung giờ chứ đâu có đúng ào rồi. Một cái vậy phải không? Đúng rồi, nó ào một cái là từ sáng tới giờ em chạy không kịp luôn chị. Dạ. Dễ thương lắm hai bé, tại vì mấy cô chú lại cái cũng hay kêu nước nè, rồi xong rồi trong cái phòng casting á cần cái gì là cũng hú mấy bé này, là cái mấy bé chạy ra chạy vô. Hôm nay mấy người làm được em? Hôm nay ba người mà có cái chị kia về. À dạ. Rồi rốt cuộc có hai chị em chạy thôi, ba chị em chạy thôi, giờ mới được nghỉ luôn. Dạ, mới được nghỉ chân xíu. Mới nghỉ chân xíu rồi đúng không? Dạ thôi đáng nghỉ tới nha. Cảm ơn hai chị em nhiều. Dạ cảm ơn anh chủ quán cà phê Lễ Đá nữa tài trợ cái chỗ casting cho mấy ấy anh em Khương Dừa. Cảm ơn ạ. Dạ. Đây các anh cũng ngồi chờ nè. Em chào anh. Dạ, hai anh ở đâu lên? À Bình Dương ha, anh Bình Dương thì chắc chạy xe lên đây cũng 2 tiếng anh hen. Dạ. Tiếng máy. Tiếng máy. Dạ, hai anh là thi riêng ạ? À thi riêng. Dạ, hai anh có quen nhau trước không hay là lên đây thì thi thôi? À lên đây mới gặp nhau. À dạ, hai anh là tập bài hết chưa anh? À hết rồi. Dạ. Ráng nha, đợi em tí xíu mà đừng buồn nha. À, cảm ơn gì. Dạ. Đó mà chú anh chị thấy không biết là tại vì cho Trang quay nên mấy ảnh cười hay sao chứ còn nãy giờ không có ai lại hối Trang hay gì á. Rất là dễ thương, ngồi chờ giùm Trang. Cảm ơn hai anh nhiều. Dạ nghỉ xíu nha. Dạ. Rồi bây giờ mình vô phòng cáp nè cô chú anh chị. Ở đây mọi người khi lấy số báo danh rồi thì sẽ ngồi chờ cái đến Trang kêu. Ủa bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ
em mới 13 tuổi, năm nay mới lớp 7 không ta? Dạ, lớp 8. Này, số báo danh là nhiều đầy để mốt cô chú anh chị ủng hộ nha. Dạ, số 150. Em giới thiệu tên đi. À, dạ, em tên là Phạm Như Quỳnh. Phạm Như Quỳnh hả? À, dạ, em ở Sóc Trăng á. Ồ, là từ Sóc Trăng. À, có phải cái chú không à? Dạ, em chào chú. Dạ, dạ. Dạ. Sao em biết chương trình này mà em Thi? À, dạ, em có cho coi trên YouTube của chú Khương Dừa. À, là ba em coi hay là dạ em coi luôn? Dạ, em và ba của em coi, gia đình em coi luôn. À. Thầy cũng ủng hộ. Dạ, hồi xưa giờ em có học hát gì không? À, dạ, em cũng có tập luyện ở trên trường thôi, chứ em cũng không có đi học. À. Có đi thi nha, dạ. Dạ, em có, cũng có đi thi nhiều thi á. Dạ. Dạ. Tao hát thử cho chị Trang nghe một đoạn được không? À, dạ, được. Thấy bé mạnh dạn quá ha, hồi xưa dạ, tuổi dạ, tuổi này là em còn mắc cỡ. Con hát cái bài bữa đi thi đi, con hát bài bữa đi thi dinh trường đi, quê hương ba mẹ. Rồi, hát đoạn thôi nha, đoạn ngắn thôi. Ừ. Non nước hư tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều hồ Gươm vang bóng thời xưa. Bà sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quang hò hát mừng ngày hội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Trời hay quá, mà mạnh dạn ghê luôn á chứ. Dạ, mạnh dạn ghê luôn. Dạ, đâu đâu thử cho chị một đoạn bolero được không? Đoạn ngắn thôi, để giấu lại để mốt thi nữa chứ. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiên tha. Em quên rồi. Tại Trang đột ngột quá. Dạ, cảm ơn em nhiều nha. Chúc em xíu nữa em thi thiệt là tốt nha. Nhưng mà vậy là thấy tự tin lắm á, là thấy ok đó. Dạ. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chú nhiều. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ. Dạ, đó đi một vòng để cô chú anh chị nào còn đang mắc cỡ á, mình chưa dám đi thi á, thì mình xem clip này cái mình thấy biết được cái cách thức mình thi sao thì nó đỡ ngại ngùng. Dạ, bé Nam Bi là đang tập trung các thí sinh để quay hình. Dạ, Trang giới thiệu cô chú anh chị đây. Cảm ơn người anh này rất nhiều. Dạ, anh Trường, dạ, chủ quán cà phê Lệ Đá. Dạ. Sáng Trang hết hồn gặp anh, cái thấy anh dắt xe. Cái xong lúc sau có Trang thấy anh đứng pha nước ở trong. Cảm ơn anh Trường nhiều đã hỗ trợ tụi em nha. À, cảm ơn chị. Dạ, dạ, anh Trường là cũng khán giả kênh anh Khương đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ, em nhớ là mấy bữa đầu tụi em tình cờ thôi hay họp ở quán của mình ở đây, cái xong rồi cái anh Trường có chào anh Khương. Dạ. Cái xong rồi cái lúc sau cái tổ chức chương trình này tụi em mới gợi ý, tại thấy anh Trường có cái phòng karaoke này hay quá. Dạ, dạ, rất là vui, là cảm ơn anh Trường hỗ trợ tụi em sáng giờ luôn. Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ. Trước khi mình vô cát đó thì sẽ có cái số báo danh như vậy nè. Bước dịch sang bên. Dạ, dạ. Rồi. Rồi xong rồi cái mình sẽ chụp hình. Cười lên, cười chụp hình này á để cho mọi người có kỷ niệm. Có nhiều cô chú anh chị ngại không dám chụp hình, cái tụi Trang sẽ chụp hình xong rồi gửi cho cô chú anh chị, hoặc là kết quả thi đậu gì đó tụi Trang sẽ up khoe trên kênh YouTube đó. Dễ thương. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, còn ai có sổ báo danh mà chưa chụp ảnh không ạ? Dạ, đông lắm nha. Bên này, này bé này dễ thương lắm, bé này là khán giả của Trang với Nóng Bi nè, nó là lên lên đây là chị lên đây là chị để thăm Trang với Nóng Bi thôi. Em xem kinh chị Nóng Bi lâu chưa? Xem từ lúc mà vừa làm luôn á chị. Ồ, ghê dữ vậy. Yeah, xem lâu dữ vậy hả? À, chị cảm ơn nhiều nha. Trời, từ Cần Thơ lên là xách nguyên cái vali đi luôn không? Em lên đây mấy ngày hay là lên rồi xí tối về? Ở luôn á chị, ở đây. À, ở đây luôn rồi hả? Rồi. Bảy á. Ủa sao dám nữa? Mấy mình ở giữa nè. Dạ. Yeah. Đó, một chị chuẩn bị luôn. Đúng rồi, rất là dễ thương. Nhìn vào đây, nhìn vào máy này chị ơi. Rồi, 1, 2, ý, rồi, 1, 2, 3. Rồi, bây giờ mình lùi lại một chút cho em. Đó, chụp hình là có tâm lắm nha. Dạ, chụp hình là có tâm lắm luôn á. Dạ, đó, mấy bạn đang chuẩn bị thi nè. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ, em
năm. Em ở đâu lên? Dạ em ở quê, em ở Cà Mau mà em làm sinh sống ở đây á chị. À làm ở đây dạ. Luôn. Dạ. Rồi hôm nay tranh thủ được ngày nghỉ cái biết anh Phương cast lên hả? Dạ đúng rồi, em thấy anh Phương đăng trên YouTube á chị. Bình thường em có hay hát không? Có tham gia chương trình nào chưa? Dạ có. Dạ có tham gia rồi hả? Dạ ý là em hát trong công ty với Tích Tích Niên đâu á chị. À dạ. Là cũng có duyên rồi ha. Dạ. Trời có thể xin ké một tí xíu được mà. Dạ. Hát thử tí xíu được không? Dạ. Hát thử đoạn ngắn xíu thôi. Dạ. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ hả? Thôi không sao, để dành xíu nữa vô trong cái mình thể hiện tài năng nha. Mà vô trong phải mạnh dạn nha. Dạ dạ. Ok, nay có người yêu đi theo hả? Dạ, cái đó là chồng em á chị. Wow, được chồng ủng hộ luôn. Dạ. Ồ, quá cưng như cờ. Trời ơi. Vậy là ai mà chịu nổi. Dạ. Dạ dạ. Dạ đi. Đó. Đó, cái niềm vui của người tổ chức chương trình vậy là vậy là vui đó, được mọi người tham gia ủng hộ vậy là rất là vui rồi. Mong là này sẽ là kỷ niệm vui cho hai vợ chồng nha. Dạ cảm ơn hai bạn nhiều. Dạ, rồi thôi bây giờ để Trang vô trong để Trang hỗ trợ casting tiếp nha. Cảm ơn quý bà cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà muốn tham gia casting thì hãy ghé đến chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn ngày mai nha, ở địa chỉ là 596 Lê Văn Quế, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, hoặc là gọi qua số hotline. Dạ, hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị ngày mai. Bye bye.